À, xin chào các bạn. Thì ở ngoài này thì anh Hoàng em đang đốn hai cái cây nạn. Hai cây nạn ha. Để hai cây tre mà để côn đó các bạn. Để dàn côn lên. Này để khoảng vài mùa là chắc cây cây này mất tiêu luôn quá. Mấy cây rồi. Cây này im quá nè. Cái đó có nạn em đó, cây mai nè bạn. Cứng chắc nè. Hay đó. Im quá nè. Cây này cũng được nữa nè. Được không? Được. Để hai cây luôn đi. Hai cây luôn đi. Ủa cái đó làm đang thun tới luôn á trời. Làm cái ná. Chuyên kha ra. Chuyên kha cho nó làm cái ná bự bự. Bắn nó bị giặt. Bữa tới ha. Ây da, này dữ à, cái ná này dữ à. Nếu mà cái này mà được sản xuất đại trà chắc mấy cái ná sắt ở trên mạng bủa chắc là phá sản. Này phải bắn bằng trái bùa. Tỏi bắn bi luôn hả? Hay là trái banh lông. Cái đại cái này. Ồ đây các bạn, ở đây có cây chanh này, chanh không hạt á anh Hoàng em. Cái chanh trà bá luôn các bạn. Bự nữa. Nó còn bự nữa đó. Cái này hơi nhỏ nè. Trên không hạt nó bự quá. Đây có ghép nhánh nữa ta. Ghép nhánh gì vậy hả? Ghép nhánh đây làm chi vậy? Đó, chiếc ra. Chiếc nhánh hả? À, đây anh Hoàng em đang chuẩn bị chiếc nhánh. Có lẽ là sắp tới anh Hoàng em sẽ bán chanh. Đổi nghề. Không, bán hạt của chanh không hạt. Bán hạt chanh không hạt hả? Ghê à. Bây giờ anh Hoàng em đang chuẩn bị tra hai cái nạn nó vào trong cái chiếc xuồng coi nó chịu hay không nha mọi người. Mà muốn còn bia nữa gì nè Long? Còn chứ không? Đây là bãi chiến trường. Bãi chiến trường của cái vụ án hôm qua nè các bạn. Ê, em chống xuồng đi thăm vấn. Ừ ha, hồi đi thăm vấn nữa, quay thăm vấn phần 2 cho người xem luôn. Ở đây kêu vấn chứ ở dưới Cà Mau kêu lú. Mọi người chờ xem anh em đi bắt cá nha mọi người. Bắt cá bằng cách để côn là một cái nét văn hóa và một cái môn, không phải là cái bộ môn, kêu bằng là cái cách đánh bắt cá quen thuộc của người nông dân miền Tây trong cái đặc biệt là trong cái mùa nước nổi này các bạn. Thì nó rất là hiệu quả. Thì mình giới thiệu sơ ngang cái việc đánh bắt này thì có nhiều người cũng nói. Thì mình sẽ giới thiệu rõ cho các bạn coi. Đây là có những cái thanh sắt nha các bạn. Những cái thanh sắt này khi mà kéo gì đó thì nó sẽ gia đập vào dưới đất đó các bạn. Dưới đất và nhằm lúc nó sẽ đụng con cá. Thì con cá nó sẽ quảng hồn, nó sẽ chuối xuống tạo thành những cái quặn, những cái quặn sình và nó lên tim. Thì theo cái kinh nghiệm của cái người bắt cá thì người ta sẽ biết cá bự hay cá nhỏ, biết cá gô hay cá lóc, hay là cá tre chẳng hạn. Thì đặc biệt cái loại hình bắt cá này thì nó sẽ bắt được những con cá chuối. Người thường người ta kêu bằng cá đen các bạn. Đó. Thì những con cá đen đó thì nó sẽ chuối, còn những con cá như cá sặc, cá phi thì nó cũng chuối nha.
thì cá sặc với mấy con cá như là cá mè dinh rồi này kia là nó sẽ không có chuối thì mình sẽ không bắt được mấy con cá đó. Thì mỗi loại hình nó sẽ ba đánh bắt khác nhau á mọi người. Bây giờ mọi người chờ xem clip nha, bây giờ mình lội xuống. Đây, giờ mấy anh em đang chiến đấu nha. Đây. Chiến ơi, qua. Bảnh đi, bảnh nhìn người đi. Này mùa nước nổi quay rất là đẹp nha các bạn. Chết luôn. Bắt cá mà ăn kẹo đi các bạn. Lông kẹo mút. Anh Quy bắt luôn không? Cho anh Quy bắt cá luôn. Thấy cá rô cuối là nó anh đúng rồi. Ừ. Để không bắt cá miền Tây nha các bạn ơi. Các bạn thấy hay nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mấy anh em. Hai clip này giao lưu giao lưu. Wow. Dính này nè các bạn. Hai. Giờ lần thứ hai là Long đã thành thạo nghe các bạn. Thôi, dính nữa kìa. Em là tay thích cá mà. Bữa nay mực nước nó thấp hơn mấy clip trước nha mọi người. Bạn hôm qua đây bắt nè bạn. Bữa nay cái nước đục quá với cũng khó thấy con cá. Ồ cá bay luôn. Wow 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 wow. Đây nè. Cá này cá lóc cá gì ở đây nè. Cá đồng hồ rồi sao mà không? Tại ngoài em mở dính trong nhà các bạn. Dính nào. Trình diện ơi. Kìa. Cá lóc á. Đưa nó lên. Lắp không? Quà hay nó gồm. Đủ lớn quá. Trời luôn anh ơi. Em cũng mê cái vụ mà mò cá này lắm nè. Rồi mình sẽ tự tay bắt cá cho bạn xem luôn. Đó, trình diễn coi. Thảy thảy vô ai thấy. Gồm. Phải ai ngồi cho anh bạn mò. Nhìn chút đỉnh không sao đâu. Chút mò lại đi, chút đỉnh nè không sao đâu. Thiếu bằng mò cá là không được. Chút quá trời luôn nè bạn ơi. Coi bạn Long có thể bắt chín con cá này không nha các bạn. Đi có rung lắc trao đảo thì mọi người nhớ trời ơi. Nhớ thông cảm nha. Chín không bạn? Bạn. Cá lóc, cá lóc, cá lóc. Đây, đưa con đó cho chú. Trời, cá nó dài trời. Trời. Ây da, ây da, ây da. Chưa dính, chưa dính. Ôi, ôi. Lò cá lóc vụt cá rô các bạn ơi. Còn cá rô nó ốm nhôm nè, nó xương quá trời nó đâm. Đâm hai chú cháu, bảy tài. Kìa. Kìa hai cái luôn nè. Con này bự nè. Ừ, ngay đó đó. Ừ, xích tới. Ừ, ngay đó đó. Rồi, dính rồi đó. Bên kia dính liên tục luôn các bạn. Long sao rồi Long? Đi không? Rồi chắc xong rồi Long. Xong rồi. Xong. Đây coi cho bằng con cá nè người. Có ồ dính nè, chưa bữa. Đây cái con hơi nhỏ nè. Chiếc cái tim cho mọi người xem nha. Đó. Có một cái tim quay không kịp luôn á.
tại nó tim nó rất là tan rất là mau. Cá liên tục các bạn. Dính bằng. Cá một tay. Vui lắm nha bà con ơi. Từ từ Long ơi. Sót ổn lắm Long. Dính nè, anh quay em dính này kìa. Oh, hai tay bắt dính hai con luôn các bạn. Mà hai tay luôn. Rất hay. Chia ba bánh người đấy. Thôi bạn bằng bằng. Còn ăn cục hết biết luôn. Nha. Ở đó đó. Quả này là tay không bắt cá nha mọi người. Dính không? Dính bỏ đi. Đấy. Wow, cá bay ra ngoài luôn kìa. Mình rất là mê luôn mà tại đang quay đó các bạn. Mình quay quay cho mọi người xem. Không bắt cá luôn. Đây lắm không? Đây. Giờ dính cá lóc rồi các bạn ơi, cho bây giờ cho bạn Long trải nghiệm bắt. Đi con Long ơi. À, coi coi coi. Đám lùm lên nó lên. Coi coi. Bẻ cổ luôn không? Trả gì? Đấy. Nhiều nước chút rồi. Khó bắt lắm á, không phải dễ. Nó chạy làm vòng vòng chậm các bạn. Không chuyên nghiệp. Mình người bắt được. Cước lên anh Quỳ. Cước lên nó nằm ở dưới hè. Ừ, nó vòng 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 luôn á. À đúng rồi, đúng. Chạy vòng 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 chậm bự không? Đã ha. Cảm nhận. Wow, dính cá lóc rồi các bạn ơi. Rất là sướng các bạn. Quay cầm cái nôm luôn, thấy đẹp. Dính cá lóc rồi. Anh Quy lập công nha. Ông này cướp công. Đây gọi là chân chải á. Ta lãnh giải mình chân chải. Vui là chết. Nhảy ra không à. Giờ còn cá lóc rồi đó, cá lóc đầu tiên đó, hãy cá luôn không à. Đây, để bữa nay mò khí thế luôn các bạn. Chạy luôn bây giờ. Chạy á mới. Vô. Này thì mình xin nhắc lại luôn, cái này là không phải là mà câu điện hay gì nghe các bạn ơi. Mò thấy bà luôn á. Mò muốn chết luôn á. Nhầm người lên bình luận nói gì điện gì lắm hết. Có điện thoại thì có. Điện thoại không cập nhóc đó. Được không? Ôi, quá trời kìa, cá lóc, cá lóc, cá lóc. Chú đâu, nguyên cái tim nhà thầu chú bên đây nè. Chú qua tới đây nè. Ừ. Lóc nghe. Khó à, con nó hơi khó ăn á. Nó chú cái tim dài luôn. Nè nè, chú về đây nè. Ừ. Lập cổng rồi. Nó chạy, chú chạy quá. Gô hả? Đâu mày không? Đây, bằng dính cái cũng trà bá nè các bạn. Trà hàng như nó chuối quá trà bự mà. À, mình xin giới thiệu luôn thì kênh mình đặc sản là bắt cá nha mọi người. Đặc sản là bắt cá nhưng trong đó nó sẽ tổng hợp rất là nhiều thứ để cho các bạn xem nó đỡ nhàm chán. Rất là nhiều thứ luôn nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh để xem nhiều cái clip mới. Quá trời luôn các bạn. Mùa nước nổi này thì cá ra đồng một xíu là có cá rất là nhiều. Nãy giờ chung chung như đây các bạn. Và các bạn đang bắt con cá bên này mới dính không? Chạy hả? Cá lóc gì? Bên này có rô quá nhiều. Dính không làm? Nãy giờ mình chưa dính con nào nha các bạn. Wow, có vũ vũ rồi. Ồ, cá rùa nha. Cái này nè. Bự á. Tôi trà bá luôn. Đó lúc lại thì làm. Nè, một cái hết biết luôn. Quá. Cái lóc là gì nè. Cái lóc đó nè. Đấy, con rất là bự luôn này nha. Nè, hai cho con mọn đi.
hai con cá luôn trời. Cho bạn Long có thành công trong tàu bắt cá này không nha mọi người. Hình như là có hay gì đó nha. Dính này gì đó, Long dính này gì đó. Đang chuẩn bị bóp đầu con cá đó. Nè đầu nước mà xong rồi cổ sang. Rồi không xong rồi chạy rồi. Đi vô tay. Ôi giỡn dính đây nè. Trời ơi làm tưởng nào chạy không. Dính này các bạn. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn coi cháu bằng tài năng của bắt cá của cháu bằng nha. Có rất là nhiều mến mộ. Nhiều người mến mộ. Nó thấy chưa? Nó bự luôn á. Còn em cũng giữ trò đi cũng đạp cá nữa. Đi đạp cá nhảy. Đi không Long? Trời hiệu quả rồi. Bự dữ luôn các bạn. Không, cái cách Long nãy giờ bắt dính cá bự bự. Long nãy giờ dính cá bự bự không ta? Nè đầu cái dạng chương trình bắt. Long mê. Gọi là lên tay có khác kìa. Lên tay rồi. Cao thủ rồi đó. Cao thủ rồi đó. Chứ không á, không. Ai muốn bắt cá rô thì xuống giao lưu cùng với anh em. Quá trời luôn các bạn. Bóp. Vô. Góc cua bự luôn. Điềm. Các bạn nó đừng nghĩ sàn cưng có điện nha các bạn. Điện nè, đây nè. Cái bình nhỏ á. Cái bình bụng bự hả? Lòng làm gì quá ta? Nãy anh 10 con rồi dính 2 con. Đây bằng cố lên bằng. Tắt chạy rồi bạn ơi. Dính con hả? Bằng này cũng dính con rồi các bạn ơi. Thôi nó lên đi cuối nó lên. Nước à. Nước ơi. Vậy bị dính cái gô cái hồ đâm rồi. Bạn ơi, bự. Ô, hai con luôn này các bạn. Chính hai con luôn, quá bự. Ô, quá trời rồi. Nó chuối sâu quá. Cái gì? Cái gì con? Đấy, một vòng đầu tiên rồi các bạn. Chính, chính không? Long, Long cái này lên tay rồi. Long cái này làm im lắm. Dính rồi kìa, thấy không? Lên tay rồi. Mê, Long mê dữ rồi. Đi nhanh nè Phước ơi. Lấy nước đá bỏ vô cá này hả? Ê, quá trời, quá trời. Quá trời thêm luôn rồi bên này nè. Nhóc hết trơn nè. Thấy không? Anh Quy nào giờ có quay cái này không? Để cơm không? Có quay là ở cầu à? Wow. Vậy hả? À. Cá nhiều nữa không? Em có con à, bữa đó thì chảy dừng được 2 ký cá nè. Vậy hả? Bữa hổm mà em với thằng Long rồi về giao lưu nè, được 2 ký mấy á. Đi trong vòng nửa tiếng à. Mà bữa đó cá nhiều thiệt. Dạ. Coi nãy giờ mới đẩy sơ sơ không nhiều cá này các bạn. Bắt 90 con luôn à. Đi cá lóc trong này. Nè. Rồi be luôn á. Cái gô dưới bên này nè. Cá bự bự. Cá nhóc. Nhiều nữa không? Nhiều nữa. Lên cái cây rồi. Đó bạn. Dính không bạn? Dính nè hả? Đâu? Bự không? Đâu? Wow các bạn coi. Cá thấy trọng trọng không? Để coi ngoài em dính cá này không? Đâu? Wow. Lạc quá hay. Không nhảy được rồi. Nhảy lên. Nhảy lên cá luôn hả? Cá nó tự đầu hàng.
chịu nổi để lên làm mạng. Bằng dính nữa rồi. Đây bằng dính. Đầm nào quá. Rồi trả đầy xuồng về luôn. Quá trời luôn các bạn ơi. Trả thiệt. Buổi bắt cá giao lưu cùng anh Huy nha các bạn. Rất là vui. Với bằng lông. Các bạn yêu mến miền Tây nhớ đăng ký kênh để xem nhiều cái thước phim miền Tây nha các bạn. Bắt cá đặc sản là kênh của kênh Cá Nằm TV. Vừa mới đụng cái tay xuống nó trồi lên. Wow, wow, cá lóc rồi. Tóc chạy rồi các bạn ơi. Quá. Wow. Cận cảnh coi như thế nào nha. Vô quá. Ôi số gỗ chà bá luôn kìa. Con mè nha. Cái gồ nó nấu chùa mới đúng bài ấy, hồi nấu chùa mà biển điển nó tới bài luôn á. Quá đã luôn các bạn. Giờ mình đang tiến lên xem anh em bắt cá rồi kìa. Bắt cá miền Tây. Dính là gì rồi? Chạy hả? Này phớt ra quần luôn các bạn ơi. Phớt chơi luôn, phớt xuống chơi luôn rồi. Sao bạn? Dính hả? Wow, ba cũng con luôn các bạn ơi, ba con luôn vậy bạn. Wow, bắt cá quá trời các bạn ơi. Dính cá không các bạn? Wow, dính nữa các bạn, dính cái nguồn nữa. Gà dữ mà. Thế nào rồi? Thì anh em cũng đang mò liên tục luôn các bạn. Anh ngoài em đang lùng sục cá. Thế nào? Bằng dính con rồi các bạn ơi. Sảy luôn hả? Ổn nha. Xiết lòng ơi. Dành với ổng đâu. Bự á, cá nó bự á. Vô mề mới chẹo à. Lông bắt cái vô mề mà. Lông yếu không lông ơi. Lông đang ngồi lên cá luôn các bạn ơi. Lên lòng
thu quá Phước. Wow, chú sao ấy, quá trời ơi. Ngồi lại đi Phước, cái con bự đó. Đây hai anh em ngồi đây. Cá lóc hả vậy? Đại luôn hả? Ủa vậy? Trời ơi. Tiếp tục nha bạn ơi. Cũng có sắt có trúng chứ không phải là lúc nào cũng trúng. Quay lên, quay lên. Dính không? Wow, Long đã lại lập công. Trong clip này thì Long cũng bắt khá là nhiều cá nữa các bạn. Long cấp này cũng thành thục trong tay nghề bắt cá. Đứng ngay qua đây luôn đi anh. Anh nói MD rồi. Ơi, bự không? Wow, những cá bự. Chạy mà, chú chạy mà. Đường thì thò. Cá chưa chạy dễ biết. Đường thì thò. Xuống rồi, xuống rồi. Xuống rồi, xuống rồi. Xuống rồi, xuống rồi. Đi nào. Phước. Đó, Phước dính nè. Dính nào. Dính nè. Dính nè bạn ơi. Wow, Phước làm công nha Phước. Wow, Phước dính cá rô mề luôn à. Mấy chà bá luôn kìa. Ồ, Phước lâu lâu không bắt thôi bắt cá bự ha. Dính nào. Dính. Lòng rồi. Lòng rồi. Wow, lên nguyên đống cá. Lòng. Lòng làm gì vậy Lòng? Chạy tới tới nhà không không không. Xa xa đây có những người đi dắt ốc không ạ? Giờ thay đổi người mà quay các bạn. Cái tướng nó ngồi xuống giữa đây. Ngồi chắc gãy luôn quá. Thấy nó nâu. Quá à chứ. Quá là suối rồi kìa. Coi Quy anh ta cũng làm công cho mình quả cá luôn nha. Tao Quy dính rồi đó nha. Cười rồi đó. Dính rồi đó. Wow, cái bự luôn các bạn ơi. Lòng liền. Lòng cái này làm YouTuber rồi á. Bắn kìa Lòng nó đang nghe kìa. Hát né. Quỳ đang thử tài bắt cá nha mọi người. Như thế nào? Chắc chạy anh ơi, lên kiếm cái chơi tìm mới. Cảm thấy mỏi giò đó nha quý vị. Mỏi giò, mỏi tay luôn. Quay đẹp nhất. Trời ơi, coi bả quay nè. Nãy câu cá nhìn gầu thấy sợ. Giờ ấy da. Trời trời đi đạp gì không trời. Ủa
đi bắt cá đẩy côn trong cái khung cảnh rất là thơ mộng và đẹp thiên nhiên của miền Tây các bạn. Mùa nước nổi nó rất là đẹp. Cái này mà đẩy đi khơi khơi không cũng đẹp nữa, không cần bắt chín cá. Quá đẹp. Mình cũng rất thích chín cá. Đây, anh Ba Rùa anh đang mò cá các bạn. Ấy da, da, da. Vô. Chơi đụng. Không thành công rồi. Đi tới đi anh ơi. Đến nào? Rồi xích lên đi. Đến nào? Kìa kìa, gọi vô trong luôn rồi bạn. Cái đó phải không? Không phải đâu. Để quên đó đi. Hai anh em đã đuối sức và đã lên trên xuồng. Có hết rồi, nó bự á. Cái nền rồi. Cáo lại nhanh. Bữa nay ít cá lóc quá các bạn. Kìa kìa kìa, chậm mỏi kìa. Để ít cá lóc quá chậm. Đó. Cũng thỉnh luôn á. Rồi, có. Dính nè các bạn. Anh Quy làm cũng hiệu quả quá ha. Cao thủ không? Bên đây xưa quá hả? Ủa hổng là một mình có chú bắt mà ngứa tay lắm không? Quay ngứa tay liền. Cũng hợp mà nhưng mà con tay mỏng. Em cũng vậy nè, nó lâu thật quá vậy. Kìa. Quá không phải. Nó xấu. Quá đó 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 đó, cá nó mới giữ đó. Kìa. Chú cá mà quận trình nên thui luôn các bạn. Cái gì vậy? Trời ơi, không lấy nôm trời. Mò dài qua phía đây luôn nè. Bên đây, bên đây chú cái là bận tim đen luôn. Mình quay ở đây coi có tim đen cho các bạn xem. Sao á? Kéo bạn thôi, bạn ơi. Kéo, trời ơi. Lóc các bạn ơi. Ê, bạn đừng kéo nữa. Mấy thấy nó chạy bọt lên dài rồi. Chạy luôn. À. Phía sau của anh. Dính rồi đó, không dính rồi đó. Nè, cá này bự lắm. Bấm, bấm máy vô. Đây nè. Đưa em quay ra anh bắt đi. Nè, cá này bự lắm. Cứ bắt bình thường đi, bắt bình thường đi. Trời trời quá. À. Quay vô, quay vô. Không phải đi đâu không vậy trời. Quay vô cái nôm. Ừ. Trời ơi. Ủa cái lóc cà bá luôn các bạn ơi. Ê, chết ơi. Ơi. Anh vậy? Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Bé cổ, bé cổ. Nhá nó phóng sinh rồi. Ủa nó lóc các bạn ơi. Nhá nó phóng sinh rồi. Xuống các bạn cầm được hai cái lóc nha. À, nó văng ra ngoài luôn à. Rất là ngứa. Đâu rồi? Bá luôn. Bằng cái tay của ấy luôn là biết sao rồi đó. Rồi. Giết. Ồ cá linh láng như nãy cho các bạn. Nãy giờ lù bên đường lùng bên kia cá lóc còn kéo vô. Ấy con cá lóc. Rồi vô luôn nha. Cá cuối cùng của anh Huy bắt. Thế nào không còn con nữa. Đó 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 đó. Đó đó. Đây rồi. Ờ chú em bắt về con nó đi. Vô rồi. Vô hả? Vô rồi. Trời ơi. Trời ơi. Những con cá cuối cùng nha các bạn. Chút xíu mình sẽ vô quay cảm ơn cho mọi người xem. Đẩy chú cái bê đẩy vô. Cá mà dính luôn cái đồng hồ luôn nè các bạn. Vô nước. Đẩy con vô đồng hồ. Đùa thôi. Giờ anh em đang bắt cá. Giờ dở cái dây lên. Nè, dở cái sạp lên. Dở sạp. Trời ơi, nè nè nè. Ôi trời, đâu đâu. Quá wow, trời, cái này luôn các bạn ơi. Ở đâu đâu đâu. Cá gỗ đâu mà nó gỗ đi. Không nhận dép nữa kìa. Mình đang bị mất rồi.
sáng này. Đây là cá rồi nè. Đấy. Đấy ra luôn. Đây. Đổ này ra đi cho coi nó nhiều. Đây con cá lóc bay nha. Lóc bay à. Được được, vô nhà đi, vô nhà đổ luôn. Đổ vô xuồng rồi mình chụp tấm hình đẹp. Rồi, ok. Ê, còn cá lóc. Ừ. Rồi. Quá trời nhiều à. Để thì gặp cá đến đây là kết thúc nha mọi người ơi. Quá trời nhiều cá luôn các bạn ơi. 3 kg thuyền. Đúng rồi, nhiều. Gần nửa thùng cá các bạn. Gần nửa thùng cá đó. Giờ anh em đi vô nhà nha mọi người. Rửa cá coi nó, mình sẽ cân thử cho mọi người coi nó bao nhiêu ký. Cân cá thử coi nó nhiêu ký. Rửa luôn. Bắt hay dữ vậy. Cá chê, chê sáng thầu. Con cá chê đó là sáng câu đó các bạn, bỏ vô luôn. Ờ, thấy mê chưa các bạn? Thao luôn, trà bá luôn các bạn. Hết biết. Tiếng này nhiều ở phía trước giữ luôn ha. Như con là, Thảo là giữ nữa đó. Lên Sài Gòn là biết bao nhiêu tiền rồi, mình cứ sổ cá rô cá lóc này các bạn. Quá trời luôn. Mấy trăm thôi. Rồi mấy bạn muốn ăn món gì gợi ý đi. Hết biết. Cái này các bạn thấy nấu canh chua bông điên điển có ok không ạ? À? Tại vì chút xíu mấy anh em sẽ làm cái món đó. Chỉ có lẽ là cá cháy, cá gô kho cháy giác ha. Chịu không Long? Cái gì? Cá gô kho cháy giác. Kho tiêu đi. Kho tiêu hả? Bái kho tiêu hả? Lựa đi con nào đó lựa đi. Lựa gô mề nói chuyện mà. Đây nè. Đó, vì vậy mới biết bự nhỏ nè. Dạ, mà nó tráng nè. Ừ. Cá bự lắm các bạn. Cái lóc. Lóc bằng cầm tay quá ấy rồi. Cái lóc cuốn cầm. Lông rồi. Cân nữa nhiêu ký? Yeah. Em cần cần cho các bạn xem nha. Đây. Đây là 4 ký lô 3 hả? 4 ký 3. 4 ký 3 cá. Ủa thế là lộn. Chưa trừ 2 cái thao. Giờ sẽ cân cái cá cái thao. Nhiều hơn trời bữa nay đi. Ủa cái thao có 800 gram à. Là 3 ký rưỡi cá tất cả rồi. Rồi 3 ký mấy cá đó các bạn. Nhiều hơn khoảng 2 ký mấy à? 2 ký rưỡi, khoảng 2 ký tư, 2 ký rưỡi. Đi rau hơn này nữa. Không, bữa hổm đi chút à. Hổm đi có nửa tiếng à. 5 phút nữa. Hổm nó giờ mới đi có chút gì.